Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm mà mọi người kiểu như đây là một chiếc bật lửa. Hôm nay bật nữa sao, nó đã xong 50 cái đâu mà sao không nữa anh. Đây là trên tay mình đang cầm một chiếc bật lửa đang còn ga nha, nhưng mà cái đầu nắp của nó màu cái đầu nắp của nó bạn đã bị mất đi đâu rồi, chắc là ai hút thuốc làm rơi đúng không, ai làm rơi cái nắp bật lửa này. Bật lửa này vẫn đang còn mới nên nó còn rất là nhiều ga ấy mọi người. Ta còn đầy bình ga luôn này. Giá thành một cái bật lửa này thì bây giờ chắc quay như là sao rồi nói đá. Còn 2.000. Thôi bỏ đi mà làm người anh ạ. Thôi đá đi, bỏ đi, bỏ review đi ấy. Nghỉ đi. Quay nhiều về bị liệm não review. Bật lửa này thì mọi người có thể dùng trong rất là nhiều trường hợp, như kiểu như là nấu bây kiểu ngày xưa sẽ hay dùng bật lửa nấu bếp này, đốt vàng này, đốt vàng chắc là cần bật lửa, hay là con trai thì hay dùng để hút thuốc. Ngoài ra nó có công dụng là gì nữa nhỉ, nghĩ đó, bật lửa chỉ có bật lửa để bật lửa lên dùng thôi. Cái này mọi người dùng được khá là lâu, bây giờ mọi người hay người ta hay thay thế bật lửa bằng cái que diêm à? Ừ, đúng, cái que diêm. Đi. Sao? Sao? Nhìn cái mặt kìa. Sao? Đây nó sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Nó sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Mọi người dưới cơn mưa chờ ai đón đưa. Đây bố. Đây. Bật lửa này có rất là nhiều màu khác nhau, mọi người sẽ mua ngẫu nhiên màu nha. Yến đã phải ứng 500.000 để tiền tiêu. Nghèo. Còn 15 ngày nữa. Ôi trời ơi. Thôi đừng nhắc lại nữa, 15 ngày lận nửa tháng lận đấy. Mà em hết không còn một xu nào, phải vừa ứng lương rồi này. Không một xu nào dính túi. Sáng nay còn 50.000 đưa một nước hết tin luôn. Nghèo. Hải Phòng này, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại quận Đồ Sơn khiến ca nương nhỏ nhất Việt Nam 14 tuổi ra đi mãi mãi. Xem cái vụ mà bà bầu 6 tháng đi quẩy hít ke đi quẩy trong quán karaoke nhá. Chưa. Ở Đồ Sơn. Mà cái vụ này là đứa bé này rất là nổi tiếng hát hay hát. Ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Bố mẹ đang ở bên Úc. Hai người đi xe máy, một xe máy điện thì một người bị thương nặng, người còn lại không qua khỏi. Đáng nói em bé ra đi chính là ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, từng xuất hiện trên nhiều truyền hình và báo đài, từng khiến khán giả và ban giám khảo thán phục trong chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 khi em ấy chỉ mới 7 tuổi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mình nha. Mọi người muốn mình review sản phẩm nào thì có thể để lại bình luận ở phần bên dưới, mình sẽ đọc và review theo yêu cầu của các bạn. Cái chỗ đi hết bị vỡ rồi anh Long này. Ừ. Bị vỡ rồi này. Vỡ thì mới khỏi được.
nó đi câu cá mà nó đi qua nhà nó không thèm vào luôn. Cảm ơn tất cả mọi người nha, mọi người đã theo dõi video kênh video của mình hôm nay. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng một like và một subscribe để mình có động lực để ra thêm nhiều video hay hơn cho mọi người cùng đón xem. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha, bye bye.